Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, người phát ngôn Bộ Công an Tô Ân Sô đã so sánh ông Lê Đình Kình với cường hào địa chủ mới. Ông Lê Đình Kình sinh năm 1936, khu trú tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội. Ông Kình gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 5 tháng 11 năm 1961, thành Đảng viên chính thức vào ngày 3 tháng 1 năm 1963, sinh hoạt đảng tại Đảng bộ xã Đồng Tâm. Ông Kình từng tham gia kháng chiến chống Mỹ sau khi xuất ngũ trở về quê hương, giữ một số chức vụ lãnh đạo tại xã Đồng Tâm là chủ tịch hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm, trưởng công an xã, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm. Những năm 1980 và sau khi nghỉ hưu thì ông Lê Đình Kinh vẫn là người có uy tín và ảnh hưởng tại xã Đồng Tâm. Trong sự kiện tranh chấp đất đai tại xã Đồng Xanh thuộc Đồng Tâm với nhà cầm quyền Cộng sản địa phương thì ông Lê Đình Kinh được cho là người đứng đầu nhóm những hộ dân tham gia khiếu nại chính quyền. Và từ năm 2013 thì ông Kinh là người đứng đầu tổ đồng thuận ký các đơn thư khiếu nại vụ việc lên đến các cơ quan chức năng. Theo thông tin của Bộ Công an Việt Nam thì dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 nhằm ngày 15 tháng 12 âm lịch nhằm ngày rằm tháng chạp kỷ hợi thì trong khi cơ quan chức năng đang thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm thì xảy ra đụng độ với người dân thôn Hoành. Trong vụ này thì ông Kinh đã tử vong. Theo Bộ Công an thì ngoài ông Kinh còn có 3 chiến sĩ công an khác cũng bị tử vong. Chiều ngày hôm sau, 10 tháng 1 năm 2020, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông Lê Đình Kinh tại Ủy ban dân xã Đồng Tâm cho người thân của ông để mai táng. Lúc qua đời, ông Lê Đình Kinh vẫn là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam với hơn 58 năm tuổi đảng. Ngày 14 tháng 2 năm 2020, bình luận về vụ việc Đồng Tâm, Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết là chúng tôi theo dõi rất sát tất có diễn biến của vụ việc này và đang thu thập những thông tin từ các nguồn để có thể hiểu hơn những biến cố tại Đồng Tâm. Chúng tôi đặc biệt quan ngại về việc tổn thất nhân mạng từ hai phía qua đụng độ giữa các lực lượng an ninh và người dân Việt Nam. Điều quan trọng là tất cả các bên đều tìm cách giải quyết tranh chấp theo phương cách công khai, ôn hòa và minh bạch vụ án liên quan đến cái chết của ông Lê Đình Kinh đã được bắt đầu xét xử trình tự sự hình sự sơ thẩm từ ngày 7 tháng 9 năm 2020 và dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày. Tạm không đề cập đến diễn biến của phiên tòa, ở đây chỉ muốn nêu vấn đề vì sao người phát ngôn Bộ Công an cho rằng đảng viên Lê Đình Kinh là một loại cường hào địa chủ mới. Trở ngược lại lịch sử, theo thông tư số 12 trên TTG về một số điểm trong chính sách cụ thể cần nắm vững khi tiến hành sửa chữa sai lầm về cải cách dụng đất, Phó Thủ tướng Phan Kế Toại ký ban hành ngày 12 tháng 1 năm 1957 có phân biệt như sau liên quan đến cường hào địa chủ mà người phát ngôn Bộ Công an đã nhắc tới với nhận định đảng viên Lê Đình Kình là một loại cường hào địa chủ mới. Thứ nhất, về việc phân định thành phần giai cấp. Đối với những người làm nghề khác trong thông tư số 1196 trên TTG nói những người làm nghề khác có dụng đất phát canh tuy bình quân chiếm hữu một nhân khẩu trong gia đình quá thấp 3,4 lần bình quân chiếm hữu một nhân khẩu ở địa phương nhưng tổng số dụng đất không nhiều xét không cần thiết thì không vạch là địa chủ như vậy thì trường hợp ruộng đất của gia đình có ít tuy mức bình chiếm hữu của một nhân khẩu trong gia đình đó thấp gấp 3 hoặc 4 lần với mức bình quân chiếm hữu của một nhân khẩu địa phương nhưng mức bóc lột không quá mức bóc lột của phú nông thì cũng không quy là địa trụ Ở vùng nhiều ruộng công trong thông tư số 1196 TTG cũng nói rằng những gia đình chiếm nhiều ruộng công mà không lao động nếu những năm gần đây thì đã trả lại dụng công và đã tham gia vào lao động. Xét không cần thiết thì không vạch ra là địa chủ. Cần hiểu là xét không cần thiết có nghĩa là những người đó theo tiêu chuẩn nói trên đáng lẽ là vạch ra là địa chủ nhưng vì họ có ít dụng đất và có ít tội ác với quần chúng thì không vạch là địa chủ. Trong trường hợp có nhiều tội ác quần chúng oán ghét trong cái cách dụng đất đã vạch là địa chủ thì nay không hạ thành phần nữa. Đối với những người có nghề khác ở các vùng nhiều ruộng, công việc sửa thành thành phần phải do Ủy ban Hành chính tỉnh xét duyệt. Thứ hai là những người đủ tiêu chuẩn là địa chủ, đáng lẽ là có thể chiếu cố không vạch là địa chủ nhưng trong cải cách dụng đất đã vạch gia đình đó là địa chủ thì nay cho thay đổi thành phần theo nghề nghiệp của họ. Ví dụ một người có nghề khác có ruộng đất phát canh bình quân chiếm hữu một nhân khẩu trong một gia đình. Đó quá gấp 3 lần bình quân chiếm hữu của một nhân khẩu ở địa phương. Đáng lẽ chiếu cố nghề nghiệp khác của họ thì không vạch gia đình đó là địa chủ. Nhưng trong cải cách ruộng đất đã quy họ là địa chủ thì nay không nên coi là cải cách. Ruộng đất làm sai phải sửa lại là thành phần mà nên đặt vấn đề của họ được thay đổi thành phần theo nghề nghiệp của họ. Dụng đất tài sản họ đã trưng mua, nay không phải đền bù lại, trừ trường hợp đã trưng mua quá đáng làm cho họ gặp khó khăn về sinh sống thì cần điều chỉnh lại một phần nào. Nếu rõ ràng họ không đủ tiêu chuẩn là địa chủ, như có nghề khác mà ruộng đất của một nhân khẩu trong gia đình đó không quá gấp 3 lần bình quân chiếm hữu của một nhân khẩu địa phương thì phải sửa thành phần cho họ. Thứ ba là ở vùng nhiều ruộng công và những người tùy mua trưng ruộng công của xã hoặc mua phần ruộng của những người khác nhưng trong gia đình không có ai tham gia lao động chính, số ruộng đất lại nhiều. Chuyên đem ruộng đất đó phát canh hoặc thuê người làm thì vẫn phải vạch là địa chủ chứ không vạch là quá điền hoặc là phú nông. Thứ tư, trước đây trong cải cách dụng đất có quy định tuy là gia đình có lao động chính nhưng chiếm hữu ruộng đất bóc lột về ruộng đất nhiều trên 40 tạ và gấp 3 lần số tự làm ra thì vẫn vạch là địa chủ. Thì quy định này đúng và cần thiết trong cái cách dụng đất và một số đã vạch một số địa chủ theo tiêu chuẩn này và này các cấp cán bộ cần chú ý nắm vững những quy định đó để tránh hạ lầm địa chủ xuống phú nông. Thứ năm là trong vùng mới giải phóng có một số người trước vốn là nông dân hoặc thành phần khác là ngụy quân ngụy quyền bản thân và gia đình không tham gia lao động nữa, ruộng đất chỉ có ít, nguồn sống chính dựa vào càn quét cướp bóc của nhân dân, cải cách ruộng đất đã vạch họ là địa chủ cường hào gian ác và đã trừng trị về tội hình. Này xét tội của họ vẫn đúng thì bản thân họ vẫn bị giam giữ, nhưng tuyên bố cho gia đình họ được thay đổi thành phần. Nếu người có ít tội ác không đáng bị trừng trị thì khi tha vẫn cần tuyên bố là họ có tội, nhưng chính phủ khoan hồng, đồng thời khi về xã cũng tuyên bố cho họ được thay đổi thành phần. Thứ sáu, những tên địa chủ cường hào gian ác có tội nhưng bị xử án quá nặng, không phải oan, thì sau này có dịp sẽ ân xá hoặc ân giảm. Thứ bảy là địa chủ hết thời hạn được thay đổi thành phần thì chỉ đổi xuống trung nông và không hạ xuống bần cố nông và không cho vào hội hoặc tổ đổi công. Nếu họ chuyển sang làm nghề khác thì quy thành phần theo nghề nghiệp của họ. Thứ tám là trong khi tiến hành sửa sai thì yêu cầu chính về sửa thành phần là sửa chữa những trường hợp vạch lầm nông dân, lao động, phú nông và những người thuộc thành phần khác địa chủ. Trong khi sửa sai nếu có địa chủ cường hào gian ác lọt lưới, rõ ràng tội ác lớn quần chúng oán ghét thì vẫn phải phạch thành phần những tên đó, những địa chủ thường lọt lưới rõ ràng và dụng đất hiện nay còn nhiều quần chúng yêu cầu thì cũng phải vạch thành phần Nói thêm thì theo trang cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật trung ương thông tư số 12 trên TTG về một số điểm trong chính sách cụ thể cần nắm vững khi tiến hành sửa chữa sai lầm về cải cách dụng đất, Phó Thủ tướng Phan Kế Toại ký ban hành ngày 12 tháng 1 năm 1957 thì thông tư này ở nhóm văn bản còn hiệu lực. Trong vai trò là người phát ngôn thì không thể có chuyện buộc mồm lỡ miệng cần thiết truy cứu trách nhiệm của người phát ngôn Bộ Công an về dấu hiệu dựng chuyện đặt điều để nói xấu một đảng viên lão thành có hơn 58 năm tuổi đảng. Sinh tiền ông Lê Đình Kinh chỉ có vài ba xào dụng khoán. Thưa quý vị và các bạn, Bắt đầu từ ngày 7 tháng 9, hệ thống tư pháp Cộng sản Việt Nam tiến hành xét xử theo trình tự sơ thẩm vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội. Vụ án mà trước nay dân chúng Việt Nam vẫn gọi là vụ án Đồng Tâm. Suốt 8 tháng vừa qua, vụ án Đồng Tâm đã trở thành một trong những đề tài nóng nhất ở Việt Nam và thiên hạ đã mổ xẻ từ nguyên nhân diễn biến đến cách thức tiến hành tố tụng hết sức kỳ quái của hệ thống tư pháp cho dù Việt Nam có luật pháp tố tụng hình sự liên đoàn luật sư từng phải kiến ngự nghị điều chỉnh cho bớt Tuy nhiên thì bài này không bàn đến những yếu tố vừa đề cập mà chỉ nêu những thắc mắc qua vụ đồng tâm tại sao lại có đến hai ông trọng hai đảng cả trong quản trị điều hành quốc gia lẫn xử lý những vấn đề liên quan đến đảng viên lẽ nào ông trọng và đảng có thản nhiên phân thân như thế Và hôm 6 tháng 9 thì tạp chí khoa học đăng đến cuối đời Chồng tôi vẫn tin vào đảng Của may khiến rất nhiều người đọc ngập ngùi thương cảm Và chẳng ai bắt ông Trọng Và đảng phải tin tâm sự của vợ con của cụ Lê Đình Kinh Nhưng chuyện cụ Kinh có huy hiệu 55 tuổi đảng thì chẳng ai bịa ra được xét về giá trị thì chắc chắn huy hiệu 55 năm tuổi đảng của ông Kinh hơn hẳn huy hiệu 50 năm tuổi đảng mà đảng từng tổ chức trao tặng một cách long trọng cho ông Lê Thanh Hải bất chấp phản ứng của công chúng về thảm nạn Thủ Thiêm huy hiệu 45 năm tuổi đảng mà đảng cũng đã từng long trọng trao tặng cho Nguyễn Bắc Son bất kể điều tra tiếng điều ra tiếng vào về thương vụ mobile phone mua 95% cổ phần AVG. So cách đảng đối xử với cụ Kinh và ông Hải, ông Son cũng như nhiều ông khác cùng loại với hai ông này. Câu đầu tiên hỏi là vì sao đảng dày hơn lại bị khinh miệt, ngược đãi tàn tệ hơn và phải chăng vì cụ Kinh là đi sát với ý dân, thu phục được nhân tâm và ông hải bóng son cũng như nhiều ông khác thì không làm được có một ông trọng và một đảng liên tục kêu gọi nhân dân dân chúng tin yêu tín nhiệm mình và một ông trọng một đảng khác xem việc đảng viên có được dân chúng tin yêu tín nhiệm là kẻ thù và lợi ích toàn diện tuyệt đối của mình thành ra phải tiêu diệt bất kể đạo lý bất chấp pháp quyền xã hội chủ nghĩa Thật ra thì cụ Lê Đình Kinh chỉ là một ví dụ mới nhất, trước cụ đã có vô số ví dụ mà câu chuyện về ông Trần Độ là một ví dụ nổi tiếng, minh họa cho hai ông tổng bí thư hai đảng, nếu có đảng viên nào đó nói và làm theo điều hợp lý được dân chúng tán thưởng nhưng nguy hại cho lợi ích tuyệt đối của đảng. Nếu đã có từng một Trần Độ ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, phó chủ tịch Quốc hội, trung tướng quân đội chỉ vì khuyến cáo đảng viên nên từ bỏ cơ chế lãnh đạo toàn diện tuyệt đối khôi phục vai trò vị trí vốn có của quốc hội, chính phủ mà bị đầy đọa cô lập đến lúc chết, đảng vẫn chưa tha, cấm đồng đội đồng chí kể cả những công thần như Võ Nguyên Giáp bày tỏ sự thương tiếc thì chuyện cụ Kinh phải chết thảm, gia đình phải tan nát như đã thấy là hoàn toàn phù hợp với tư duy và cách hành xử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với lối tư duy và cách hành xử ấy, có một ông trọng và một đảng cam kết tự chỉnh đốn, chống tham nhũng, lãng phí, không chấp nhận ngoại lệ, không có vùng cấm. Song hành với một ông trọng có một đảng khác liên quan, liên tục bày tỏ sự đau xót khi xử lý tham ô, tham quan ô lại và luôn miệng phân bua, không thể không làm như một cách chấn an đồng chí còn lại. Tuy nhiên thì ngay cả đau xót thì ông trọng thứ hai của đảng thứ hai cũng không cùng với nhân dân và nhân tâm. Dân ý và chưa có ông trọng nào và đảng nào chia sẻ sự đo xót về vụ án đồng tâm, về một đảng viên là lão thành cách mạng như cụ Lê Đình Kình, thảm tử giống như nhiều triệu người Việt đã bày tỏ suốt thời gian qua. Tương tự cứ ngẫm mà xem, đã có một ông trọng nào và đảng nào bày tỏ sự đo xót trước đủ loại thảm nạn thảm cảnh đã và đang xảy ra hàng ngày trên khắp đất nước quằn quại đau thương hình chữ S mang tên Việt Nam. Lòng nhân ái và khoan dung của hai ông trọng hai đảng chỉ dành cho những đồng đảng giống mình chứ không phải những đồng chí hành xử theo nhân tâm, dân ý như cụ Kinh. Cụ Kinh chết oan nhưng không chết uổng. 29 bị cáo vừa được áp giải đến tòa án thành phố Hà Nội để hệ thống tư pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử, dẫu bị cáo buộc cũng không oan uổng. Những vụ án như vụ án đồng tâm sẽ xé toạc mọi thứ màn giúp cho phơi bày bản chất thực của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền hiện tại. Thưa quý vị và các bạn, qua mấy việc làm của thanh tra Hà Nội gần đây thì thấy Họ thực sự là bậc thầy của sự xảo trá, trắng trợn, bao che cho quan chức sai trái mà ở đây là ông chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Trong hơn 30 năm cầm bút, tôi tiếp xúc với rất nhiều vụ thanh tra có thể rút ra đặc điểm chung. Hầu hết thanh tra dành cho sự thiên vị quan chức cấp trên, kẻ nhiều tiền, bằng rất nhiều thủ đoạn giảm nhẹ mức tội sai phạm phớt lờ đi sai phạm chính và lấy sai phạm nhỏ thay cho sai phạm chính kết luận lung tung lan man làm cho người đọc không xác định được trắng đen bị hại hoặc người tố cáo rất khó thanh minh và phản bác qua mấy việc làm của thanh tra thành phố Hà Nội gần đây thì thấy họ thực sự là bậc thầy của sự xạo trá trắng trợn bao che cho quan chức sai trái mà ở đây là ông chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ mua độc quyền chế phẩm RIT oxy 3 c gây lãng phí lớn cho nhà nước bị dân luận lên án. Ủy ban dân thành phố Hà Nội đứng đầu là ông Nguyễn Đức Trung đã chỉ thị cho thanh tra chính phủ thanh tra vụ việc và có phải là thanh tra Hà Nội. Thanh tra ở đây đã tìm ra sai phạm để xử lý hay là đem cơ quan chức năng ra để làm cái khiên bao che hợp lý hóa cho hành vi sai trái. Bởi vì con trai của ông có vai trò đặc biệt ở doanh nghiệp này. Đến nay rõ ràng là thanh tra Hà Nội, thanh tra vụ mua bán này chỉ là con số và bài báo cũ để bò che, hợp lý hóa cho sai phạm doanh nghiệp người thân của ông Nguyễn Đức Trung. Trong bản kết luận thanh tra, kết luận thanh tra lần thứ nhất số 55 ngày 12 tháng 2 năm 2020 của thanh tra Hà Nội cũng áp dụng mánh lới mà tôi thấy ở hầu hết các vụ bao che nói lan man những vấn đề công việc không liên quan như xử lý hóa chất ở hồ nọ hồ kia không đề cập đến việc quan trọng nhất như đấu thầu lấy sai phạm dầu ria thay sai phạm chính cũng như truyền thống của các thể loại thanh tra với đối tượng họ cần bao che thì phớt lờ hoặc giam nhẹ sai phạm chính nhưng nêu lên một số sai phạm nhỏ để tỏ ra ta cũng nghiêm túc và buộc phía sai phạm phải nhờ vả rồi họ điều chỉnh lại theo ý của quan trên, kiếm chút ân huệ. Trường hợp thanh tra vụ mua rít oxy 3C, có thể ông Nguyễn Đức Trung quá tự tin vào quyền uy của mình không hài lòng ngay cả với khuyết điểm dâu ria nên hai tuần sau thì ngày 26 tháng 2 năm 2020, thanh tra Hà Nội do Nguyễn An Huy đứng đầu đã hủy bản kết luận thanh tra số 55 trước và viết bản kết luận thanh tra số 974 thay kết luận số 55 cắt hết cả sai phạm dâu ria để bất cứ ai nghe đọc cũng thấy vụ việc không có gì Nhờ vậy mà Nguyễn Đức Trung vẫn uy nghi trên các diễn đàn, đại hội và là một trong những người có tín nhiệm cao nhất vào Bộ Chính trị Đảng trong Hội nghị Trung ương tháng 5 năm 2020. Tại vụ Đồng Tâm, Thanh tra Hà Nội đã thể hiện rõ nhất sự ma giáo truyền thống phục vụ việc cướp cánh đồng xanh của cấp trên bằng thủ đoạn cổ truyền là tung hòa mù. Đáng lẽ Thanh tra cánh đồng xanh phải có đất quốc phòng hay không cực kỳ đơn giản, chỉ cần yêu cầu phía quân đội quản lý đất đưa ra các giấy tờ cơ bản phải có như quyết định thu hồi đền bù, bản đồ danh giới. Dân đồng tâm phải đưa ra các giấy tờ như bản đồ chia ruộng, biên lai thu thuế nông nghiệp từ thời hợp tác xã ở cánh đồng xanh. Cụ kinh có các tài liệu này chỉ mong thanh tra hỏi đến là khẳng định được ngay. Thế nhưng thành trà Hà Nội đã phớt lờ những căn cứ cơ bản nhất của một thửa đất, họ toàn giảng giải loanh quanh những thông tin không liên quan như vụ khiếu kiện này nọ đã được giải quyết, tức vụ tổ đồng thuận của nhân dân Đồng Tâm đấu tranh là 14 quan chức xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức tham dũng phải hầu tòa. Không hề liên quan đến cánh đồng xanh rồi mốc giới rõ ràng, đặc biệt xảo quyệt là thành trà Hà Nội đã đánh cháo hai việc khác nhau vào cùng vấn đề làm cho dối trí người đọc. Lời của kiến trúc sư Trần Thanh Vân trong thư ngỏi ngỏ gửi ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Hà Nội, tức là ở 47,36 hecta mà quyết định 113 của chính phủ năm 1980 thu hồi của xã Đồng Tâm cho quân đội 14 hộ gia đình vào thuê canh tác làm nhà. Đến năm 2016 quân đội thu lại và bà con vui vẻ trả ngay, quân nhân vui như Tết, lời của cụ Kinh. Thế nhưng ở cánh đồng xanh 59 hecta liền kề với đất quốc phòng 47,36 hecta cũng có 14 hộ được hợp tác xã lãnh đạo xã Đồng Tâm cho và lấn chiếm vào làm nhà canh tác từ 3 đến chục năm qua và có người như ông Trần Ngọc Viễn lấn đến 2 hecta sang nhượng chia cho người nhà. Từ năm 2015, Cụ Kình và người dân Đồng Tâm đòi các hộ này phải trả lại cho tập thể. Đáng lẽ những hộ này phải di rời vô điều kiện, bị truy thu thuế nhưng huyện Mỹ Đức lại đền bù cho họ. Thế là trong kết luận thanh tra, thanh tra Hà Nội nói lung tung 14 hộ dân hộ đã nhận đền bù trả đất. Làm cho người đọc hiểu là 14 hộ dân ở cánh đồng xanh đã nhận tiền đền bù là đất quốc phòng. Việc dự án sân bay Miếu Môn bỏ hoang lãng phí 208 ha trong 37 năm vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhưng các thế lực quân đội thì thanh tra Hà Nội chỉ dùng từ là một thiếu sót. Còn với nhân dân thì thanh tra Hà Nội dùng mọi thủ đoạn xuyên tạc, tăng nặng. Ai quan tâm đến vấn đề thanh tra chú ý sẽ thấy hầu hết các bản kết luận thanh tra đều dùng chiến thuật tung hỏa mù để làm bị hại mà họ không cần bao che khó phản bác kéo dài vụ việc đến lúc phải bỏ cuộc tất cả các vụ như văn giang thủ thiêm dương nội đồng tâm và rất nhiều nguyên đơn không cần bao che khác đều bị áp dụng thủ đoạn khốn nạn này ở vụ đồng tâm mặc dù là đầu năm 2018 quân đội đã đào mương rạch rõ ranh giới đất quốc phòng với đất đồng xanh rất đúng được dân đồng tâm hoan nghênh nhưng ông Nguyễn Đức Trung và đám báo chí phòng lạnh vẫn bám vào kết luận thanh tra của thanh tra Hà Nội ra dạ cánh đồng xanh là đất quốc phòng. Làm nhân dân đồng tâm phẫn nộ chỉ còn cách chém gió chửi bới, đe giết bọn cướp nếu về cướp đất và bị truyền thông quốc doanh lợi dụng cắt kép tuyên truyền có hại cho họ. Thảm họa đồng tâm bắt nguồn từ nhiều sự việc sai trái ma giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong đó có thanh tra Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, công an đã gấp lựu đạn bỏ vào tay cụ Kinh. Theo luật sư Nguyễn Hà Luân cho biết diễn biến tại phiên tòa làm việc rõ thêm về việc 10 quả lựu đạn mà theo hồ sơ cho là do tổ đồng thuận mua đã được viện kiểm sát kiểm đủ 10 quả. Số lượng 10 quả lựu đạn này đã được thu thập và xác minh theo đúng trình tự và quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Cũng theo hồ sơ chính thức của vụ án tại thời điểm xét xử thì trong số 10 quả lựu đạn đó không có quả nào được đưa cho cụ Lê Đình Kinh. Vậy Bộ Công an đưa ra lý do cần tiêu diệt cụ Lê Đình Kinh là vì lý do cụ có cầm quả lựu đạn trên tay. Vậy xin hỏi quả lựu đạn đó ở đâu ra khi 10 trái đã kiểm đếm do các bị cáo cầm, tức cụ Kinh cầm quả thứ 11. Nếu không phải là do bộ công an gắp lựu đạn bỏ tay cụ Kình thì ở đâu lòi ra quả thứ 11 này. Vậy là rõ bộ công an hết đường vu cáo, hết chối cãi, cần điều tra lại vụ án giết người mà ở đây là làm rõ động cơ sát hại cụ Kình là gì. Cụ bị gắp lựu đạn bỏ vào tay và bao lâu nay bị công an vu khống tội nghiệp cụ quá, ngồi xe lăn đi còn không được thì cầm lựu đạn làm sao cho được? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi